chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Gần đây khi mà mình gặp các bạn follower thì mình hay hỏi mọi người là mọi người bắt đầu xem mình từ video nào, hoặc là tại sao mọi người đã tìm thấy channel của mình. Thì rất nhiều bạn đã nói là mọi người xem cái video về quá trình trị mụn của mình ở MD Medical khoảng 2 năm trước. Và mình nhớ là sau video đó thì cũng có rất nhiều bạn hỏi mình là giá ở đấy như thế nào, hay là cơ sở vật chất như thế nào, hoặc là mình review các dịch vụ ở đấy đi. Thì từ hồi đó nói thật là mình cũng chỉ post lên trên story khi mà mình đi làm mặt ở đó thôi ấy, chứ mình cũng không có review gì thêm nữa. Nhưng mà mình hy vọng là video này cũng sẽ giải đáp được những cái câu hỏi của mọi người. Vì chiều nay thì mình sẽ đến đó để làm mặt và mình có xin phép anh Quang là mình sẽ quay luôn cái quá trình mà mình sử dụng dịch vụ ở đó, cũng như là cái cơ sở vật chất cho mọi người xem qua luôn. Thì khi mà mình bắt đầu làm mặt ở đó là 4 năm trước, và đến bây giờ mình chỉ tin tưởng giao cái mặt mình ở đó thôi. Mình cũng có đi 1-2 chỗ khác rồi, thậm chí là 3-4 chỗ khác, nhưng mà những cái kỷ niệm đấy là thực sự rất là đau thương. Vì khi mà mình làm mặt chỗ khác ấy, khoảng 1-2 ngày sau là cái mặt mình sẽ biểu tình một cách kinh khủng khiếp, và mình lại phải quay lại đó để nhờ anh Quang xử lý lại cái mặt. Thì trước khi là mình đi chiều nay, mình hẹn anh Quang là 1:30, bây giờ là 11:45. Mình muốn review qua cho mọi người về cái tình trạng da của mình bây giờ và cái quá trình mình thay đổi làn da trong vòng 2 năm, 3 năm vừa qua như thế nào. Thì khi mà mình tìm đến anh Quang là da mặt mình đang có rất là nhiều mụn ẩn. Và lúc đấy thì mình mới về Việt Nam thôi nên là mình kiểu chưa bao giờ bị mụn ẩn ấy. Mình kiểu siêu tuyệt vọng, mình không biết phải làm như thế nào cả. Thì lúc ấy mặt mình hai bên cằm này là kiểu rất là nhiều mụn ẩn luôn. Thế là bạn mình mới recommend mình ra đó, thì mình mới bắt đầu ra đó. Và cái video mà cái quá trình trị mụn đấy mình cũng đã làm rồi, mình sẽ để link ở dưới description box hoặc là ở trên này cho mọi người có thể click vào nha. Thì ra mình không phải là có quá nhiều mụn nữa, cũng thỉnh thoảng có một vài cái trộm vía. Nhưng mà da mình bây giờ có nhiều vấn đề khác hơn, ví dụ như là lão hóa này, rồi là nhăn mắt này, rồi những cái vấn đề mà về kiểu da mình, tuổi mình càng lên ý, thì da mình càng đi xuống ấy. Đấy, nên là mình nhớ là ở MD Medical thì không chỉ có là về trị mụn mà còn có cả về những cái vấn đề khác nữa. Thì nói chung là các dịch vụ ở đấy nó có rất nhiều độ tuổi khác nhau có thể làm được. Ví dụ như là cấp 2, cấp 3 thì mọi người hầu như là hay đến trị mụn. Xong rồi các cô mà tầm tuổi như mẹ mình thì cũng có qua làm mặt, xong rồi điều trị cái vấn đề trẻ hóa các thứ ấy. Thì ngày hôm nay mình cũng chưa biết là mình sẽ làm cái gì, nên là tí nữa phải đến hỏi anh Quang xong rồi mình mới biết là ngày hôm nay mình làm gì. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn cơm, sau đó thì mình sẽ update mọi người khi mà mình đến đó nha. Ok, bây giờ là 1:30 và mình đã đang đứng ở đây rồi. Đây là phòng khám MD Medical ở địa chỉ là số 7, ngõ 64 Lê Trọng Tấn. Thường thì mình sẽ đặt Grab đến đây, xong rồi mình dừng ở đầu ngõ và sẽ đi bộ vào trong. Và mọi người nhớ là khi mọi người đến thì nên đặt lịch trước, bởi vì ở đây rất là đông. Nếu mà không đặt lịch trước thì rất là dễ phải đợi lâu ấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi vào trong này nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ làm tour guide cho mọi người ở đây. Thì khi mọi người bước vào sẽ đi vào lễ tân. Và ở đây thì các bạn ấy sẽ cho mọi người biết là cái lịch của mọi người hẹn là đúng chưa, và có thể sát khuẩn tay ở đây nữa. Với cả khi mọi người về ấy, thì sẽ có một cái hộp khẩu trang sạch ở đây. Khi mà cái khẩu trang nó còn đang khan hiếm đợt Covid ấy, thì mình hay lấy ở chỗ này. Chào em. Chị hôm nay là bác sĩ qua lúc 2 giờ đúng không ạ? Ừ, đúng ạ. Em sẽ đăng ký thẻ lên chị. Em mời chị Trinh lên tầng 2 bên tay trái ạ. Okay. Anh qua lên trên phòng đợi. Cảm ơn anh nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi lên trên phòng khám, hay còn gọi là phòng anh Quang. Đây. Dr. Quang Dermatologist. Xem anh Quang có ở đây không nhá. Thường thì nếu mà khi mà anh Quang chưa có ở đây ấy, thì mình vẫn có thể vào đây ngồi đợi ở trong này. Đây, đây chính là cái tủ mà mình muốn khoe mọi người trong video này. Mọi người nhìn đi. Mọi người thấy đây là cả một gia tài không? Trên này thì có đầy đủ tất cả những cái đồ của Murad hoặc là Dr. Spiller, là hai cái sản phẩm chính được dùng ở đây. Thực ra cái mà mình thích nhất ở chỗ MD Medical này chính là khi mà các bạn ấy dùng những cái đồ trên mặt mình ấy, thì mình biết là các bạn ấy sẽ dùng sản phẩm gì. Vì trước khi dùng ấy thì các bạn ấy sẽ nói là chị ơi bây giờ em sẽ dùng sản phẩm này nhé, và tác dụng của nó là gì ấy. Chứ nhiều khi đi spa mà nằm xuống xong kiểu mình không biết người ta dùng gì thì cũng hơi sợ ấy. Đó, thì tí nữa thì mình sẽ ngồi khám ở đây, ở chỗ này. Còn ở bên này thì là một cái phòng có thể nặn mụn được.
có thể làm những cái liệu trình ở đây, và có những cái máy công nghệ cao như mà lúc nãy mình kể cho mọi người có những dịch vụ gì ấy đó, thì những cái máy đấy ở trong này. Ngoài ra thì còn tận 2 tầng, à đâu, 1 tầng nữa, nhưng mà khoảng 3-4 phòng gì đó ở trên gác cơ. Bây giờ chúng mình sẽ ngồi đây để đợi anh Quang nha. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là bác sĩ Quang, hay còn gọi là anh Quang cho thân mật, thường thì hay gọi anh Quang hơn. Thì hôm nay mình đã xin phép anh Quang là sẽ quay ở đây lần đầu tiên, vì video lần trước thì là mình chỉ mang tính review và mình tự ghép vào thôi ấy. Cho lần này thì mình sẽ xin phép anh Quang là quay ở đây. Thì có rất nhiều bạn hỏi em là em đi medical khác ở những chỗ khác như thế nào. Thì bây giờ nếu mà được review một cách ngắn gọn về em đi medical hoặc là những cái dịch vụ ở đây ấy, thì anh sẽ nói như thế nào? Cảm ơn Trinh đã đến ND Medical và đặt niềm tin tại đây. Khi mà anh xây dựng trung tâm này lên thì cái mục đích của anh đó là tập trung vào điều trị các cái vấn đề da chuyên sâu, cũng như là làm thẩm mỹ về da, chứ không làm các cái dịch vụ khác. Thế mạnh của bên anh là chuyên sửa chữa các cái vấn đề da gặp phải, cũng như duy trì được cái kết quả và nó không bị phụ thuộc. Và mình quánh vào cái cách điều trị tận gốc của vấn đề. Và chúng ta thường không biết nguyên nhân từ đâu dẫn đến cái câu chuyện rằng là bạn không thể làm chủ được cái kết quả điều trị của mình. Nó dễ bị tái phát hoặc là nó không khỏi hẳn được. Thì mọi người cần tại MD của anh thì tập trung nhiều hơn vào câu chuyện là chất lượng của điều trị. Và bọn anh tập trung vào những cái trang thiết bị cũng như là sản phẩm công nghệ tốt nhất để hướng tới cho khách hàng được cái kết quả tốt nhất trên cái triết lý điều trị như vậy, cũng như là giải quyết các vấn đề về nguyên nhân. Thì hồi xưa khi là mình mới đến khám ở chỗ anh Quang ấy, thì anh Quang cũng có hỏi mình về cái nhịp sinh hoạt của mình như thế nào này, có hay đi ngủ muộn không này, rồi là có vấn đề gì về tâm lý căng thẳng gì không. Đấy, nên là nếu mọi người đến khám cho anh Quang thì mọi người nên phải chuẩn bị một số cái câu trả lời như vậy nữa, chứ không chỉ là kiểu ra mọi người bị làm sao ấy. Ok, với cả còn một điều nữa là anh Quang mới có một YouTube channel đúng không ạ? Cái dịp Covid nó cũng là một cái cơ hội để anh có thêm thời gian. Thế thì anh cũng muốn làm một cái kênh không phải là để số lượng view hay gì cả, mà anh cũng tạo một số những cái bài đơn giản để hướng dẫn thêm cho các bạn về việc chăm sóc da đúng cách, cũng như là một số những kiến thức rất là basic, rất dễ hiểu để các bạn có thể chủ động trong việc chăm sóc da đúng. Và các bạn có thể tự nghe và để tự hiểu về bản thân mình rõ hơn. Từ đó thì các bạn có kiến thức trong việc chăm sóc da đúng cách. Em cũng đã xem hết những video ở trên đấy rồi. Thì nếu mọi người muốn subscribe và mọi người muốn hiểu thêm về những cái kiến thức về da ấy, thì mình thấy kênh của anh Quang rất là hay, và mình sẽ link ở dưới description box cho mọi người nếu bạn nào muốn xem nha. Thế thì hôm nay thì em sẽ làm gì ạ anh? Bởi vì bình thường khi mà em đến em chỉ hỏi anh là ngày hôm nay em phải làm gì thôi. Nên là em không rõ là hôm nay sẽ phải làm liệu trình gì ạ anh? Chắc là chúng ta phải khám thôi. Bởi vì cái việc khám nó sẽ quyết định cái dịch vụ của mình làm gì. Đa phần mọi người không biết rằng là cái làn da của chúng ta nó thay đổi thường xuyên, và mỗi sự thay đổi của làn da thì chúng ta có những cái dịch vụ phù hợp với cái tình trạng da ngày hôm đấy, cũng như cái mùa mà bạn làm. Cho nên cái việc khám rất quan trọng, đấy là một cũng là sự khác biệt của bên này. Thế bây giờ phải đi khám trước đúng không? Yes. Hôm nay là nằm giường VIP có view cây cối. Da này là hơi ngủ muộn nha, và độ ẩm tốt đấy. Chắc là anh em mình phải điều trị mấy cái vết thâm do mụn này em ạ. Chỗ má bên trái này. Bên này em đang bị, đợt trước vừa bị mấy cái. Có nám rồi đây này. Có nám á? Thật á? Thật. Dã man. Đây. Điểm đây này. Nhưng mà nhẹ nhẹ thôi đúng không anh? Chết. Không chủ quan được đâu. Tại vì kiểu em không nhìn thấy bằng mắt thường nhiều lắm ấy. Đây là mấy anh còn nhìn được nhá. Ui. Chết. Và nhăn mắt rồi. Phải chăm cái vùng này nhiều hơn, tập trung nhiều vào. Vì cái nếp nhăn nó đến là nó nhanh lắm. Mình không chủ quan được. Tuổi già ập đến. Thanh xuân anh còn đâu. Còn cái gì nữa không anh? Mụn đầu đen. Cái mụn đầu đen này em có thể tẩy thêm tế bào chết ở nhà. Mà dạo này em thấy cái mũi của em ấy nó rất là sần luôn. Hai bên này này. Em có lột hay tẩy gì nhiều không? Không. Đấy à?
phải một tháng này ấy, nó kiểu hơi sần sần ở bụng. Thì theo anh là em nên tẩy và chết nhẹ đi. Tí nữa anh sẽ cho em cái VSA em bôi. Dạ. À, rửa cái vùng này. Dạ. Nhưng mà làm dịch vụ ngày hôm nay em sẽ rất là sạch. Vâng ạ. Nhá. Thế là hôm nay em sẽ làm gì ạ anh? Hôm nay mình sẽ làm sạch sâu. Dạ. Sau đó là mình sẽ trẻ hóa cái vùng mắt này. Vâng. Nhá. Dạ. Buổi sau thì chắc là tí nữa em sẽ làm laser thâm luôn. Vâng. Xong rồi buổi sau mình sẽ lại làm trẻ hóa da. Vâng ạ. Để cho da nó mới lại, đúng không? Ok là. Ok. Dạ. Vậy là mình đã làm xong liệu trình đầu tiên, đó là làm sạch sâu với retinol và AHA. Thì bây giờ da mình đã sạch sẽ rồi, mình sẽ xuống đây để làm liệu trình tiếp theo mà bác sĩ Quang đã nói lúc nãy, đó là xử lý những cái vết thâm mụn ở chỗ này bằng laser. Và mọi người nhìn thấy là mình còn đang có mặt nạ mắt ở trên này nữa, vì là vừa mới đắp ấy nên là phải xuống đây để làm tiếp, vừa laser vừa vẫn đắp mặt nạ mắt luôn. Thích không? Thích ạ. Nó kiểu hơi chân chích nhẹ nhẹ. Cái lúc đầu em cũng không quen lắm, nhưng mà về sau thấy nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Cái bước làm sạch sâu bởi AHA thì thường nó hơi có cảm giác như vậy. Còn khi làm laser này thì gần như là cảm giác nó như kiểu là có một cái gì đó chạm vào da mình thôi. Vâng. Mà mình lại không cảm nhận gì. Vâng. Và đặc biệt là cái laser thâm này nó không gây tổn thương gì trên da của em cả. Vâng. Và em hoàn toàn có thể đi làm việc lại ngay sau dịch vụ này. Dạ. Thậm chí là bên anh còn cho khách hàng make up luôn. Mai là em make up được bình thường đúng không anh? Tí nữa em make up luôn được. Các anh rồi cả. Nhá. Vâng. Nhưng chú ý cái dịch vụ này về là ngày mai, ngày kia đấy thì em phải cố gắng tăng cái lượng bôi ẩm lên. Vâng. Bởi vì da của chúng ta nó cần thêm nhiều độ ẩm luôn. Vâng. Lúc này.
Và một tuần nữa em quay lại để anh kiểm tra lại da. Vâng. Để anh kiểm tra để cho thêm chỉ định tiếp. Vâng ạ. Để đến Tết là nó thật là ngon. Ngon nghẻ luôn. Ừ. Nhá. Vâng. Mấy cái thâm này thì em chắc mất khoảng 2 tuần. Vâng ạ. Ừ. Nhá. Ok ạ. Ừ. Cảm ơn anh. Ừ. Hôm nay của chị xong rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Về cái nhóm dịch vụ thì hôm nay anh Quang đã làm cho chị xong rồi. Ừ. Ngoài ra thì sẽ có sản phẩm để chị về chị chăm sóc da tại nhà. Okay. Thì nó sẽ hỗ trợ chị tốt hơn trong vấn đề là làm cái nền da mình nó sáng hơn. Đây ạ. Em đã chị được. Ngoài ra thì sẽ có hai cuốn sách mà do bác sĩ Murat viết và anh Quang là người đồng dịch ạ. Anh cũng gửi tặng chị để chị về nhà chị đọc thêm ạ. Ừ, dạ. Ok, cảm ơn em nha. Cho chị xin được khẩu trang nữa dạ, nha. Vâng ạ, để em xin. Ừ. Em gửi chị Trinh ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, bye bye. Em chào chị. Dạ. Cập nhật mọi người, bây giờ là 10 giờ tối. Và sau khi là mình về đến nhà là khoảng 5 rưỡi gì đó, thì mình đã lao vào một vòng bỉm sữa các kiểu, nên là mình quên mất không kết thúc vlog. Thì rất hy vọng là sau khi mọi người xem vlog ngày hôm nay thì mọi người đã giải đáp được một số câu hỏi về em đi medical chẳng hạn. Và nếu mọi người còn câu hỏi gì nữa thì có thể để ở phần comment ở dưới. Trong thời gian tới thì mình dự định là sẽ mời bác sĩ Quang livestream với mình một hôm để có thể giải đáp thêm những câu hỏi của mọi người nữa. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới nhé.